Ban hộ niệm thì cần có bao nhiêu người nói lời khai thị với liên hữu sắp mất, người có liên hệ mật thiết với liên hữu ấy hay người trưởng đạo tràng trong một ca hộ niệm? Nên có một người đảm trách vấn đề hướng dẫn khai thị. Nếu có những vị pháp sư mà biết hộ niệm thì nên khẩn khoản mời các vị pháp sư đó khai thị. Nếu không có pháp sư hiểu về hộ niệm thì thường thường là phó ban trưởng ban hộ niệm đảm trách vấn đề khai thị hướng dẫn cho bệnh nhân. Người thành viên trong ban hộ niệm không nên tự quyền đứng lên khai thị nếu không có sự nhắc nhở hay là cóc nhắc trước hay là chỉ định trước của người trưởng ban hộ niệm. Đó mới là đúng pháp. Có nhiều người thấy anh trưởng ban hộ niệm này nói không đúng điểm. Cái bà này là bà thương con mà cứ nhắc bà là quên, đừng có nhớ tiền, đừng có giá tiền. Mình vội vã đứng lên mình khai thị, nhưng mà thực ra coi chừng mình nói một lời hớ hên nào đó, nhiều khi lấy lại không được. Lấy lại không được. Dâm xin ví dụ như một người hồi nãy nói là có hai lần phá thai. Nếu mà chư vị tới đó mà thấy rõ ràng cái phá thai này là vô cùng sai lầm, là vô cùng tài, chúng ta lên nói chỉ là đã một hai lần phá thai, chỉ đã phạm với cái quy luật giới luật của Phật, làm sao chị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Mình nói một câu sởi như vậy vô tình, bao nhiêu hy vọng vãng sanh của người đó tan thành theo mây khói, và bắt đầu họ sống từng ngày từng giờ sợ sệt vấn đề nhân quả báo ứng. Trong khi Đức A Di Đà đã phát nguyện dẫu cho tội chứng sâu nặng tới đâu mà quyết lòng tin tưởng tín nhào niệm danh hiệu ngài cầu tranh Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho 10 niệm cũng được vãng sanh. Ta không khai thác triệt để con đường đới nghiệp vãng sanh nhờ Phật cứu độ, mà ta lại khai thác bắt người đó phải trả cho được tất cả những cái nghiệp chướng họ để họ đi, chúng ta đã đi lạc con đường. Cho nên mong chư vị phải nhớ, nếu mà cái trưởng ban hộ niệm mà nói cái điều gì mà không có đúng vào trong tâm, chúng ta đi sau khi cao niệm đó đã nhắc nhở thêm cho ban hộ niệm đó, đó là thận trọng. Nhưng mà chư vị nên nhớ, một cái trưởng ban hộ niệm trước khi khai thị, người ta điều tra lên điều tra xuống, hỏi gia đình đủ chuyện trong đó. Người này mắc không phải là một điều đâu mà mắc đến 40 điều đó. Trong 40 điều đều người ta phân ra, à, ngày này người ta giải cái này, rồi ngày khác người ta giải khác, giải lần. Chứ không phải một thời gian ngắn của mình ta giải hết mà mình không hiểu. Nhiều khi mình vội vã chen vào coi chừng nói lỡ lời, vô cùng kẹt. Mong chư vị chú ý. Cho nên chỉ có một người nào đã được chỉ định sẵn đứng lên khai thị hướng dẫn mới là điều đúng, không nên tự ý đứng lên khai thị, làm cho nhiều quy sới mà gây tìm rắc rối khó gỡ cho người.